Quang. Sao sao anh? Chị kiếm cái gì mình. Chào chị. Dạ. Tại có chút quà gửi Dạ. Minh. Dạ. Với lại mấy bạn YouTuber có gì Duy Minh gửi giùm. Dạ. Dạ này của Duy Minh. Dạ. Đây của mẹ chị với chị gửi nha. Ở nhà coi nha. Coi Duy Minh mỗi ngày. Dạ. Cái này là của chung anh em, các anh em YouTuber ha. Dạ, rồi. Chung có chị là tên gì chị? Chị hả? Chị Thục ở Sài Gòn hả? Chị Thục ở Sài Gòn. Có gửi cho Duy Minh bao thư, như là một số với một bao thư á là của là anh em YouTuber, tí xíu nữa mình sẽ gửi cho các anh em YouTuber ha. Và em cũng xin gì chị thấy gửi thiết thực. Dạ dạ, em cũng rất là cảm ơn chị ha chị. Cảm ơn, hình như là cô cũng gửi, cô gửi hay là chị gửi? Chị với mẹ chị. Chị với mẹ chị ha. Chị ở bên Sài Gòn. Dạ. Chung là rất cảm ơn chị đã có tấm lòng gửi cho mấy anh em YouTuber. Dạ. Với ông xã. Thôi gì để cho chị cúng cái của chú chị rồi mình hả? Thấy chị có gửi tiền cho mấy anh em YouTuber nè quý chú anh chị, bao thư trong đây thì trong đây là không biết bao nhiêu, nhưng tí xíu mình sẽ háo ra và sẽ quay bên đây cho bà con xem luôn, để là mình đại diện anh em mình chia cho mấy anh em ha. Chào hai đứa, hai bé gái, hai em gái. Anh này đã cúng rồi cho nên mình hỏi thăm anh. Anh, em chào anh. Anh là ông xã của chị hả? À. Anh năm nay bao nhiêu tuổi, em thấy trẻ hả? 40. Ủa vậy? Anh 40 hả? Phải à, trời. 40 cho thấy trẻ, cô trẻ hơn mình luôn nha. Ơi. Tình thật tới nhà ngủ chứ gì. Anh 40 mà anh còn trẻ hơn mình, không biết chú chị à. Anh 36. 6 mà còn... chắc là anh em mình đi dân nắng cho nên thấy nó già ha. Già háp. Già được rồi, còn già háp nữa. Vũ khí đá. Một phút im lặng cho chị với anh cúng cái mình hay là đó của chúng chị. Đây là mình chia sẻ hình ảnh nha. Bà con sáng nay là mình tứ, mấy anh em tứ hình như là tới 3 lần rồi quý chú chị. Tại hôm nay là nắng á. Nắng quá cho nên là phải tứ rồi. Chị em mẹ của chị là tên gì chị? Ồ chị khóc hả quý chú chị? Để mình có cái lời cảm ơn đến là mẹ của chị. Dạ. Nói chung là Duy Minh với tất cả thay mặt các anh em YouTuber cũng cảm ơn cô với là chị này đã gửi cho mấy anh em mình một chút tiền để là anh em uống nước, tiền xăng để là chia sẻ. Chị rất là xúc động, nhìn thấy chị mà mình muốn ứa lời của chú chị thật sự luôn. Khi mà bà con ở nhà, khi mà đến đây rồi á thì mới biết được cái cảm xúc của mình nó như thế nào quý anh chị. Nó là thương chú rất là vô cùng luôn. Hôm qua chú Linh Tâm lên buổi chiều mà chú Linh Tâm phải lên đây là quỳ lại trước mộ chú là chú khóc nghẹn ngào luôn. Mình không dám lại hỏi luôn quý anh chị. Tí xíu gì là chú mới thấy, chú mới bình tĩnh lại là mình mới hỏi thăm chú thôi. Chứ không dám lại hỏi chú luôn. Tại mình thấy chú khóc. Chung là chú ra đi thì có rất nhiều bà con thương tiếc chú. Tại vì cái độ tuổi của chú thì nói chung là cũng hưởng thọ rồi. Nhưng mà bà con còn yêu quý đó. Cho nên là rất là tiếc nuối luôn.
Dạ, dạ chị có thể cho em biết là chị thứ mấy không chị? Chị thứ mấy á? Dạ. À, chị thứ hai. Chị có ngại là chia sẻ cái tên của chị được không? Chị Thục. Dạ. Chị hai Thục. Mẹ chị chắc cũng là yêu quý chú lắm hả chị? Ồ. Chị nói không ra tiếng luôn á chứ chị. Vừa khóc mà vừa nói. Thấy thấy là chị nghẹn ngào với chú chị. Mình cũng thấy chị đang xót quá, cũng không muốn lờ hỏi chị để sợ chị xúc động nhiều với chú chị. Đây nè. Mấy 20 cây số là bộ ra trước mấy tiếng hồ dành chỗ. Đúng rồi. Dành chỗ. Không biết là quá quý. Dành chỗ leo cây gạo. Chui. Hồi đó họ dưới vô hình vậy đó đến xem chú hát. Đúng rồi. Đó là cái lễ. Chị là giờ chị xúc động chị khóc, giờ chị không chia sẻ được luôn. Em nghĩ chị phải nói là rất là quý thương mà, chị nói thương lắm. Giờ mình mặc dù là người Sài Gòn nhưng mà mê cải lương. Mê chú. Nói chung là thành được có mình chú Linh. Gốc anh là ở đâu anh? Kiên Giang nha. Miền Tây là yêu thích cải lương là không nói à. Có cả cái mấy cô chú ở miền Trung, miền Bắc á. Trời, ngày nào cũng điện thoại vô Di Minh. Mê một chuyện là cái người hát hay á. Dạ. Mê. Tức là anh quý chú qua cái giọng hát. Trước giờ mình thấy là ở các sân khấu kịch đi. Dạ. Mình cũng sẽ thấy rất là nhiều các nghệ sĩ họ tập tuồng, họ không thuộc tuồng. Nhưng mà chú Duy Linh thì mình thấy là chú hát là giống như là học tuồng nào học thuộc tuồng đó, hát diễn say mê. Nói như theo anh ấy, gọi là có thể những năm nay mọi người chia sẻ là cộng nhưng không bao giờ gọi là hát nhé. Đúng rồi. Là thuộc tuồng đúng không anh? Hát là tự hát. Hát bằng hợp lực của chúng mình. Có nhiều trời nhiều á. Ngoài cái hợp lực ra cái tài đức của cậu cũng là một cái. Dạ không sao đâu. Đúng không anh? Dạ. Ngoài cái thực lực thì cậu Năm phải nói là còn một cái tài đức của nó là không ai sánh bằng, đúng không anh? Có thể chia sẻ về cái vấn đề đó. Khi mà chú mất đi thì cái là nghệ thuật nói chung và vẫn là cải lương nói riêng thì mất đi nhiều sự mất mát lớn rồi. Dạ. Giờ thì ví dụ muốn nghe lại thì chỉ nghe trên YouTube hoặc là nghe trên mạng đi. Dạ. Cậu Năm hát ở những cái hội chợ, những sân khấu mà về quê về tỉnh thì anh có từng thấy gặp ở ngoài rõ ràng. Gặp nhưng mà thì xa, mặt trời đông lắm, với cả mấy ngàn người. Đúng rồi, hồi đó mình nhỏ mình đâu có danh vô được, rồi đứng từ xa thôi. Ví dụ mà mỗi lần mà chú đi vô diễn hoặc đi ra là bao nhiêu người vây quanh, rồi có phải có người che rồi bảo vệ này nghe, rồi thì mình nhìn từ xa thôi. Nói chung là không có cơ hội nào để tiếp xúc, để tiếp cận được luôn, đúng không anh? Tiếp cận được. Không phải là như các sân khấu ở Sài Gòn. Ví dụ như Sài Gòn mình như các sân khấu mình mua vé xong rồi mình có ghế ngồi. Dạ. Còn đúng rồi, còn ở dưới các hội chợ miền Tây thì đông lắm. Không có ghế rồi, đúng rồi. Theo như em biết á, là nếu mà hội chợ miền Tây là như là khoảng 8 giờ là có thể là bẫy gặt rồi. Dạ đúng rồi. Khoảng 8 giờ là bẫy gặt. Ví dụ như không còn đi gặp nữa mà ở dưới đó là người ta sẽ đi xả vàng luôn rồi, đúng không? Ví dụ như là tại vì bán hết vé tối hôm đó hát đi xả vàng luôn, là chiều hôm đó là bà con không đi làm nữa. Dạ đúng rồi. Nghỉ xong rồi đục nhiều khi rồi gói cơm theo này kia đồ á. Rồi hồi đó anh với ai quê ai có xe thì đi xe, không đi bộ, đi bộ phải cùng cây số để tới để mà xem. Rồi ví dụ tới 11, 12 giờ đêm gì đó hết. Dạ. Thì người ta đi bộ về. Đi bộ mà phải nói mét cây số thì em nói là cả chục cây là tuyệt. Cái thời của chú là khoảng tầm 20 năm trước. Mà 20 năm trước thì đâu có phương tiện thông nghệ thông tin đại chúng như bây giờ. Dạ đúng rồi. Các bạn có thể livestream, các bạn có thể quay YouTube, các bạn up lên người ta nhìn thấy được.
hồi xưa là đâu có mạng internet hiện đại như bây giờ, cho nên là khi mà gặp nghệ sĩ mà từ Sài Gòn xuống mà nghệ sĩ nổi tiếng như chú á, nó là một cái gì đó nó rất là cao siêu, nó rất là tại vì mình đúng rồi, mình đâu có được nhìn thấy thường xuyên. Hồi xưa là băng đĩa hoặc là băng cassette hoặc là mấy băng video hồi xưa, cho nên là gặp nghệ sĩ xuống thì trời ơi, mừng lắm đó là chia sẻ của anh rất là hay á. Em hiểu được cảm giác anh, nói chung là nếu mình ước gì được đụng cái tay thôi, đúng rồi, hoặc là ném một cái vạt áo thôi. Sự. Nhưng mà em hồi đó chắc là em cũng hơn nè, em được lên ôm hôn chú nha. Wow, vậy hết Minh? Dạ. Bỏ tiền về danh. Bỏ dịch trong đồng. Anh là một trong những người may mắn đó. Ôm hôn chú hồi đó mà liều nha, rung lắm. Lên làm liều luôn phải không? Làm liều. Ôm hôn chú rồi rung lắm. Không dám lộ, tại vì đúng rồi, tại vì các anh biết là khi mà một nghệ sĩ lớn như chú mà về, hoặc là các nghệ sĩ khác như cái thời mình như là Đan Dường hay Nam Dường gì đó về, thì là một cái sân khấu như vậy tới mấy ngàn người, có khoảng tầm 4 năm anh nghệ sĩ thì làm sao mà họ ùa lên sao chịu nổi. Cho nên cũng sẽ có đường riêng để đi. Đi vô thì dễ chứ đi ra thì mệt. Dạ khó. Đi ra tao bu ghê lắm. Ra là bị bà con phát hiện rồi. Đâu có đi ra khỏi được. Cảm ơn anh và chị rất là nhiều ha. Dạ, cảm ơn mọi người. Cũng như là dành cái thời gian đến đi viếng cậu Năm, cũng như là chia sẻ cái cảm nghĩ của anh về cậu Năm ha. Rất là quý luôn á bà con. Cái hành trình mà đi xem hát của anh đó là rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc cho anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Cũng như là bác ở nhà, cho tụi em gửi lời chúc sức khỏe đến bác ha. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. Theo như là anh dạ. Còn duy trì đam mê cập nhật thông tin cho là dạ. Dạ. Rồi rất là cảm ơn luôn anh luôn. Họ có thể theo dõi được. Còn nhớ tới thần tượng của mình. Dạ. Chắc chắn là mọi người sẽ đều nhớ tới chú rồi. Dạ. Rồi anh sẽ rất là quý luôn. Tiếc là từ giờ thì mình không còn được thấy hoặc là không được nghe hát trực tiếp nữa thôi. Dạ. Rồi rất là cảm ơn luôn anh luôn. Thì có thể nghe thấy được những cái tôi lời tâm sự của anh, thì mình đã hiểu rõ là anh là một người như thế nào, là rất là thần tượng và yêu quý chú luôn. Thì ngoài anh thì còn có vợ của anh, thì nói chung là vợ của anh là nãy giờ là rất là xúc động luôn, không thể nào mà nói chia sẻ cái tình cảm của chị là cho anh em hết. Thật sự luôn là bây giờ là vì mình thấy là chị cũng hơi là ổn tinh thần là của chúng chị đó. Chứ nãy giờ là anh em mình không thể nào mà trò chuyện với chị được, tại vì chị rất là xúc động đó. Là chỉ có anh thì nói chung là đàn ông thì nó mạnh mẽ hơn là phụ nữ của anh chị, nên là chia sẻ chung nãy giờ anh là chia sẻ rất là hay bằng cái tình cảm của anh đối với là chú. Thì như mình nghĩ rằng anh là một cái fan rất là cứng luôn đó. Cái này làm như nó hơi bị say ra của chúng chị, phải sửa cái này lần tí, em sửa lần tí, nó hơi bị say vô trong đây. Nghe chưa chị? Nghe chưa? Cái này của chị Hồng Ngọc hồi sáng là mượn em là cắm hoa lại. Dạ. Em nghĩ là tới lễ còn đông nữa hả chị? Dạ. Tại vì có mấy cô á là hứa hẹn với em là lễ sẽ đến đây, và cũng có là gửi tiền cho mấy anh em. Cô nói để mấy cô lên tới đó lên rồi gặp em. Rất là quý của mấy cô luôn. Dạ. Dạ. Em cũng là rất cảm ơn cô đã xem trên kênh của YouTube của em. Chúc cho cô là thật nhiều sức khỏe. Thì nãy giờ chị Thục với là chồng của chị quý chú chị, thì chị thì không có chia sẻ được bao nhiêu, tại vì cái chị quá trời là kiểu như là thương chú, cho nên là khóc không mà quý chú chị, cho nên là không có chia sẻ được nhiều quý chú chị. Nhưng mà có anh đây chia sẻ thì nãy giờ Lê Minh quay thì bà con có thể biết được cái tấm lòng của vợ chồng anh đến đây là như thế nào. Không cần phải nói nhiều hả quý chú anh chị. Còn đây là cái hoa sáng là chị Hồng Ngọc nhờ mình là cắm lại quý chú chị, tại vì có những cái đó hoa, những cái hoa mà nó hơi úa, thì đã chị Hồng Ngọc đã đặt lại những cái hoa mới nè
là nhờ Diễm Minh cắm giùm. Diễm Minh cũng vừa cắm xong của chúng chị, mà thay vào đó là mùa hai cái nhành hoa hoa lan thật, thay vào đó là hai cái nhánh lan lụa cao cấp. Lụa cao cấp thì nó có giá trị cao hơn là lan thiệt. Lan thiệt thì nó tầm rẻ nhất còn phải là một nhánh là 270, nhưng mà lụa cao cấp thì nó cao hơn nhiều quý chúng chị. Còn đây là cái hoa lan của chị Thảo Đỗ, hôm trước cũng có gửi cho Duy Minh đó, ở Duy Minh là mua cái này đặt nè. Lan này rất là tươi quý chúng chị. Nói chung là Duy Minh cũng hay theo dõi những cái lan mà nó có ảnh hưởng gì là mình phải sửa lại. Trong một lần nữa thì Duy Minh cũng xin khoan cho anh mượn cầm cái anh gửi cái tiền này cho mấy anh em á. Đúng rồi, này có một cái tấm chị kêu anh phát cho anh em. Các anh em YouTuber, đây là cái này là của gì vậy? Con này là cái anh em YouTuber. Ấy tấm nó vẫn quay bình thường. Em chụp cái tay lại kìa, thấy không? Anh cầm bên đây nè, em chừng em che cái đó, bên đây là camera, hiểu không? Đây che vào tay đây. Rồi phát tiền cho anh em nha. Duy Minh phát tiền cho anh em YouTube. Này có chị gửi cho mấy anh em là YouTube mình. Gửi cho anh em uống nước nha. Gửi cho mấy anh em uống nước. Năm sĩ. Cái này mình để rồi ai hay mặt nhận đi. Tôi mới YouTube mới đưa tôi. Hay là đưa vô cái quỹ uống nước nữa. Là đưa vô xăng. Xăng đi lại đi. Mấy anh em mình chia ra ít xăng ha, giờ ai đại diện đi. Ai đại diện nè. Lớn anh. Anh Hân. Anh lớn là được cho Hân đại diện cho mấy anh em ở xăng đi nha. Bây giờ anh Hân đưa anh Hân đi, anh Hân lớn. Bây giờ nhận tiền đó là phải cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn trước đi rồi bắt đầu nhận cái gì mà nhận tôi nấu giùm mà. Đây. Đây. Lấy 500 ngàn đem lên nhà cho ông anh mua cho một canh. Đây. Ai hết xăng đi. Đen quay, đen quay. Đen quay. Xăng thì tôi tính vậy giùm. Rồi anh Hân đại diện đúng không? Thật sự mà nói dựng được của chị Thục với là mẹ của chị là không biết Thục. Thì cho tất cả anh em YouTube ở đây thì rất là đông anh em YouTube mà đây là cái tấm lòng thật sự mà nói rất là cảm ơn luôn. Thì 500 này Hân chừng giữ rồi xong rồi á là làm cái quỹ rồi ăn uống gì chung đi chứ ăn chung có rồi anh ăn uống có là mấy này xăng chung ai đổi xăng thì rồi vậy xăng đi để họp nhóm lại coi nhu cầu là muốn làm cái gì thì làm theo ý đó anh okay. Quyết định với mấy anh em như thế nào để tiền rồi là anh là anh lớn em đại diện anh đó nha. Rồi cảm ơn chị Ngọc Minh Kha lại là cảm ơn chị rất là nhiều nha, có tấm lòng với lại tụi em. Cảm ơn rất là nhiều luôn quý vị và gia đình chị. Dồi dào sức khỏe, lúc nào thành công trong công việc cũng như thành công trong cuộc sống, vui tươi. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều. Rồi em cũng cảm ơn anh Hân ha, đại diện giùm em ha. Rồi cảm ơn anh. Cho tất cả mẹ anh em. Quý cô chú anh chị thì cũng rất là cảm ơn chị đã có tấm lòng gửi cho anh em để có cái tiền xăng đi lại để là chia sẻ cho bà con cô bác ha. Quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thì Duy Minh được sự trợ gắm của một cô đó là cô Thủy. Quý cô chú chị gửi cho Duy Minh 500 ngàn, đây là mua cơm cho tất cả anh em YouTube ăn cơm quý và kể cả chú Tiểu. Quý chú anh chị giờ tiền là bao nhiêu chị? Như là mình mua 15 phần đúng không? 15 phần bao nhiêu? Quý gửi hả? Còn dư 50 nữa, xong rồi con quỷ uống nước quá. Con vẫn quỷ uống nước luôn anh. Gửi trả 5.000 đá luôn á. Nước còn trong trọng. Khi nào em muốn mua em điện cho chị. Tại vì em có cái quỹ uống nước riêng nữa. Uống nước cũng được mấy trăm ngàn nè. Rồi cảm ơn chị nha. Giờ mấy anh em mình đem vô trong mẫu cậu. Vô trong mẫu cậu cho mấy anh em ăn quý chú chị ơi. Thì mình đặt đây rồi. Rồi anh
trái. Còn thì Duy Minh được cô Thủy gửi cho 500 ngàn mua. Giờ mình đem vô cho mấy anh em phát cho mấy anh em ăn cơm. Tại vì cô thấy mấy anh em quay nắng nôi cực khổ quá chú chị, cho nên là ấy cơm mấy anh em ấy ăn ha. Rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị. Cũng biết tấm lòng của mấy anh chị. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều nha chị. Cảm ơn chị đã mua cơm cho mấy anh YouTube. Dạ. Cảm ơn Duy Minh. Cảm ơn chị đã đi đem cơm từ phía ngoài quán đem vô cho mấy anh em. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Duy Minh cho em gọi lại cảm ơn chị nha, Duy Minh. Rồi. Nói chung ở đây là ủa còn mấy anh kia nữa đâu? Đủ chưa? Đủ chưa? 15 người nha. Nãy là mình đặt 15 người á. Có đá kìa, có đá đây nữa nè. Có đá nữa quý anh chị. Thì cô Thủy con đặt cơm cho mấy anh em ăn rồi thì nói chung là mấy anh em ăn cơm để cho mấy anh em ăn tự nhiên mình quay ngại lắm cho nên là con đã đặt giùm cho cô 450.000 là đúng hình như là có 15 anh em thôi không còn ai nữa quý chú chị nên còn một hộp cơm đó là đặt 30.000 đó thì còn lại là 50.000 quý chú vậy chắc con xin để vào cái công quỹ uống nước là hôm qua mấy anh em con cũng còn được 800 mấy chục ngàn tiền nước thì cô xin để vô đó để nước để mua nước cho anh em uống ha. Cảm ơn cô nhiều đã cô đã gửi cho anh em con những cái hộp cơm. Nói chung là con cũng rất là xúc động nên là không biết nói gì cho cô. Rất là cảm ơn cô ha. Thì thôi con cũng xin ngắt máy đây để con ăn cơm giờ cũng đói bụng giờ gần 1 giờ rồi cô. Chào cô ha cô. Vâng, Duy Minh xin chào bà con ha. Duy Minh vừa từ Sài Gòn về quý chú chị. Chưa tới Sài Gòn. Vừa qua Bình Dương quý chú chị đi công chuyện định lấy một cái đôi đèn cà đôi đèn được chị Hồng Ngọc nhờ đem lên cho đem lên cho chú để thờ trên nhà của chú Vũ Linh nhưng mà do là bởi cái quà túi như vậy bên kia thì cũng chưa cung cấp được cho nên là mình phải đảo về đột ngột quý vị. Anh mới vừa ở trên kia về nè một hơi luôn nửa đường thì được chị Hồng Ngọc điện đảo lại nó là bên kia nó chưa có hả. Ai đây em? Wow, vậy là năm nay bà 87 tuổi. Dạ, 3 năm nữa là 90 rồi. Nó có thấy bà mình hết luôn. Đầu xuống chia cho anh em YouTube nữa. Đâu? Bà đi chùa thường. Gì hả? Wow, bà đi chùa nhiều. Bà nấu cơm trong chùa thôi. Bà nấu cơm trong chùa luôn hả? Nhìn bà thấy là còn khỏe mạnh nào á? Quá im muối trên chị ơi. Mát không em? Mát quá mát. Mát hả? Phải nói là như là cái máy này như là của chị Lạc với chị Hồ Thu bà la đạo hùng lợi để mướn cái này ha. Mà giờ là dựng sớm ha thì giờ cũng 1 giờ hơn 2 giờ rồi mình chạy hụt hơi luôn đừng kịp giờ. Được rồi, trước là chị Hồ Thu với chị Lạc đầu tư cho cái gạp này. Cô nghe nói là tòa hảnh là xây bằng cốt tre đúng không bà? Cốt tre chứ không phải là cốt sắt như ngày xưa là cái gốc tre, gốc tre gai á. Quá hay luôn cái cốt tre mình cũng cả trăm năm rồi đúng không bà? Nay ở rảnh giống hình như mà trong đó người ta chữa chùa ở trên. Có đi mới về nửa đường đảo gì tại bên kia nó chưa có đây do nó lộn rồi mình có thể hello dạ bà hấp hương chứ bà hấp hương rồi con dạ để chị đang cô đang
nãy là bà xuống xe trước đầu tiên đúng không bạn? Dạ. Đi xe khách hả? Đi xe khách hả bà? À, đi xe bao? Dạ. 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 Phải nói là phải nói cái sức sống cái phải nói là con rất là khâm phục bà luôn, nói chung là vậy. À, dạ. Hậu là đi Thánh Thất ngoài Hà Tây á. Dạ. Dạ. Thánh Thất ngoài Hà Tây Hà Nội bây giờ á. Hà Nội á, dạ. Ra Hà Tây á. Dạ. Bà đi xe mà bà ngồi nổi không? Nổi chứ. Dạ. Đi hả, tới tối cái xuống khách sạn ngủ. Dạ, dạ. Nhưng mà đi với đoàn đông lắm, chị em đi đông lắm. Mà chắc dạ. Cũng đi 2-3 ngày mới tới hả bà? Đi 3-4 ngày mới tới. 3-4 ngày luôn. Dạ. Rồi trở về là 8 ngày. Trời rồi cái nhà là 8 ngày. Dạ. Bà cách đây là lâu chưa bà? Nay cũng phải 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi, lúc đó cũng là 8 mấy tuổi rồi. Bà mới đây, bà mới đi Châu Đốc bà về nè. Trời ơi, đi Châu Đốc nữa. Vậy bà cũng đi đủ nơi luôn. Bà đi cùng hết à. Ờ, đi cùng hết bà. Ờ, vậy bà biết hết trơn rồi. Bởi vì con biết sao không? Dạ. Mình ở trong đạo á, nghe. Dạ. Ví dụ như cái chỗ nào mà người ta ăn khánh thành chùa á. Dạ. Thì người ta gửi thơ ta mời thì mình đi. Mình đi, mình cứ đi. Mình khỏe là mình cứ đi đó không bà? Ừ. Dạ. Ở trong chùa có cái xe của trong cây quảng á. Dạ. Người ta đi rồi mình đi. Dạ. Bây giờ là gia đình mình ở Dĩ An. À, ở Dĩ An, bà ở khu chung cư của Thành Lễ. À, ngày xưa là bà ở ngoài á, rồi Thành Lễ nó dùng quy hoạch á. Dạ. Nhưng mà giờ vô khu chung cư. Dạ. Bà ơi, hôm nay bà thấy bà đến mộ của cậu Năm Vũ Linh bà thấy như thế nào bà? Đẹp. Có giống như trong YouTube không bà coi không? Giống. Giống đúng không? Đó là tuyệt vời. Nhưng mà ngày nào bà cũng coi. Ngày nào bà cũng coi luôn. Vậy là bà là con fan ruột của cậu Năm Vũ Linh rồi đúng không? Dạ. Quý chú chị, do Di Minh vừa Sài Gòn hay gì à? Mình đi mới nửa đường quý chú chị, được rồi chị Hồng Ngọc là cái chủ nhân của những cái hoa khủng này quý chú chị đã đặt mua một cái đôi đèn. Đợt trước thì lúc mà thắt 49 ngày á, thì chị cũng đã đặt một cái đôi đèn rồi. Nhưng hôm nay thì chị đặt thêm một cặp nữa đó quý chú chị. Thì chị gửi cho mình thì mình thấy rất là đẹp luôn, rồi nhờ mình lên đó. Ô, cái bông này mới tưới nước nữa ha. Đó. Mà giữa đường thì do là trục trặc là bên giao đèn á, người ta chưa có cung cấp được, cho nên là nhưng mà phải quay về đây mau liền đó. Vừa về thì chưa biết cái vụ gì hết, thấy bà ở đây mấy anh đang phỏng vấn nè đó. Là cái gạp thì cũng là mới vừa làm xong luôn đó, thật là bất ngờ mình đi trong vòng tiếng mấy rồi, nó bất ngờ tiếng mấy kìa. Nhưng mà bà nó thấy chưa, tụi con ở đây mà ai trả lương tụi con, mà tụi con dạ không không ai trả lương đâu, khán giả trả lương cho không ai hết bà. Dạ. Dạ tụi con, cho dù khán giả không trả lương thì tụi con cũng phải ghi hình để chia sẻ đến với tất cả bà con không có điều kiện đến với cậu Năm đó, thì tụi con cũng quay hình để chia sẻ vậy thôi. Dạ cũng tốt quá ha. Dạ chia sẻ đến bà. Hôm nay như bao nhiêu tuổi rồi bà? Bà được 87 tuổi. 87. Dạ. 87 tuổi mà bà đi xe rất là xa đó, anh đi tới Hà Nội mà ngồi xe được á. Bà sinh năm 1936. Dạ, thấy bà còn mạnh khỏe quá. Thôi con cảm ơn bà rất là nhiều nha. Giờ con dẫn bà đi đi viếng xung quanh đây nha. Để cho bà biết cho mọi con thế nào nha. Dạ. Mọi con ở trong đây nha. Rất là rực rỡ sắc màu luôn. Mấy cô ở đây cái kim tỉnh đó bà, cái kim tỉnh chung bữa nay làm cái máy này của Duyên chị, là mấy cái máy này thì thấy nó mát đó, anh em ghi hình nó cũng đỡ cái ngoài nắng của Duyên chị. Thì mình vừa đi về cho nên là hơi mệt, nó không có muốn hỏi thăm bà con gì hết. Cho mấy anh em nhường cho mấy anh em hỏi. Tháng 3 âm lịch, tháng 3 âm lịch, mình như là ngày 14 tháng. Cô cho con hỏi khi mà hai cô tới đây, cô đã kiến qua một cô Năm Vũ Linh rồi. Hai cô thấy một cô Năm như thế nào, cô có đẹp không cô? Đẹp. Nói chung là có người tài rất cảm kích, có tài mà có đức. Từ bữa giờ các cô thấy thông tin chia sẻ lên á, thì thấy là tình yêu thương của khán giả đối với nghệ sĩ Vũ Linh như thế nào.
chung là không có nói bằng lời được. Dạ, khán giả rất là luôn, rất là đông, rất là đông. Thấy người ta mà biết đất dạng toàn cái này. Dạ. Thông tin chỉ cần biết khán giả ở đâu mình biết cái đài đúng thì thấy tất cả các em cô là chắc đạo có đài sao cô? Dạ. Tại con thấy bà ngoại nha. Dạ. Sớm thì cũng có một chị cũng đến đây của chị rồi khóc ở Sài Gòn, nó cũng gửi tiền cho anh em mình mà cũng khóc quá tàn luôn, hai vợ chồng phải nói luôn rất là quý luôn. Nói chung là đến thời điểm này thì bữa nào như bữa nấy bà con vẫn đến đều đó, gai đó. Có buổi thứ hai lại nhiều của chị, buổi thứ hai lại nhiều hôm nay chắc tối nay chắc mấy anh em mình chắc phải để hoa ngay chỗ này quá quý chú anh chị. Hả? Để cái này lên cái cây trồng lại mà. Ủa lấy đầu mũ đậy lại mà. Trồng lại mà để chỗ này luôn cho nó gần ha. Có gần á. Sáng mình dọn ra nó cũng dễ. Vậy có vàng mát thì cũng đâu mà hay là mưa tạt không? Tạt, chùm lơ, sợ tạt đó cho nên chùm lại chị. Nhưng mà mình chùm lơ cái nó hết tạt. Đỡ con cái là cái hướng này thường là mưa gió tạt hướng này nhiều. Cho nên là để đây cho đừng có tạt á. Tại vì để cái góc đó là hướng bên kia á. Hướng bên kia nó tạt vô chị. Còn có cái này ngon lành quá tàn luôn. Hoa đây là cũng của chị Ngọc quý vị. Tôi địa có mấy người nữa, rồi số phận nữa. Ở đây cũng là một cái tấm hình rất là mới nè bà. Rồi 49 ngày. Dạ. Phải nói ai mà đến đây cũng muốn chụp chứ cậu một cái tấm hình để về làm cái kỷ niệm. Lấy điện thoại đi con chụp cho cả gia đình mình một cái tấm làm kỷ niệm nha. Đúng rồi. Dạ. Con không có làm lên đâu, con làm vậy không à. Con nói là con làm. Rồi. Không làm hơn làm phiền. Chụp nha, để con vô cái camera. Để con xem cái camera nó làm chỗ nào nha. Đứng bên đây, hai người đứng bên đấy, ảnh đây. Rồi bây giờ con chụp ngang một tấm nha. Rồi cả nhà cười lên một tấm nè. Rồi quá đẹp luôn. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình cô đứng im cho con chụp cái này. Rồi bây giờ mấy anh vừa chụp mà mấy anh vừa ghi hình nữa. Rồi nhìn con rồi. Một tấm nha. Tấm này là mấy anh chuyển qua là làm thợ chụp hình luôn á nha. Rồi quá đẹp luôn. Rồi lát ra ngoài lấy hình mỗi tấm 15.000. Nói chung là bà con đến đây thì trước khi quyến xong thì bà con cũng chụp lại một vài bộ hình để lưu làm kỷ niệm của chú chị. Thì tại vì khi mà làm mộ xong rồi thì những cái hình ảnh này sẽ không còn nữa đâu quý chú chị, cho nên bà con tranh thủ không biết giờ nào làm mộ xong, bà con tranh thủ có thời gian thì đến đây đi để thắp nén hương và chụp lại những cái bộ hình tuyệt đẹp quý chú chị. Thì do chúng mình cũng đi đường xa về mà trời nắng chang chang á, cho nên là nó đuối quá. Hồi trưa thì đùa dội cơm của một cô thủy đã tài trợ cho anh em mình 500k và mình mua hết rồi, còn 400, còn mua cơm hết 450, còn 50 mình đưa vô cái quỹ uống nước luôn quý chú anh chị đó. Thì bà con cũng chuẩn bị về quý chú anh chị, thì có lẽ là cô chụp hình chuẩn bị về quý anh chị, có lẽ là ngày mai này Duy Minh sẽ đi lên Sài Gòn để lấy cái cặp đèn về là nhà riêng của chú Vũ Linh để là để cái nơi thờ của chú á, thì để thêm một cặp nữa cho chẳng là hai cặp đó quý anh chị. Thì của chị Hồng Ngọc họ mua một cặp hình như là 10 triệu quý anh chị.
nhưng mà cặp này thì không biết bao nhiêu, mình chưa biết giá ha. Đó. Đó. Rồi. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng chia sẻ quá dài của chúng chị ạ. Duy Minh xin chúc bà con, tất cả bà con trong và ngoài nước thật là nhiều sức khỏe. Hẹn bà con làm một video tiếp theo. Nếu mà thấy video hay thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh, giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác ở xa nước ngoài có thể xem qua kênh của mình ha. Xin chào bà con. Hôm nay đúng ra là mình hôm nay là mình cũng đi phát tiền của bà con mình Hồng Vương dở cho mình đó. Nhưng mà do đột ngột công chuyện đột ngột cho nên là không phát được, có thể là tối nay hoặc là mai mình sẽ đi phát. Mai thì đi Sài Gòn nữa, nói chung là luôn. Mình phải sắp xếp từ từ ha quý chúng chị. Tới đâu tính tới đó, nhiều khi nói trước bước hôm qua nữa, đúng rồi, ngày nay nói là đi khoát tiền mà đã đời không đi được luôn. Đó. Chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ. À.